Rất nhiều khách hàng yêu cầu chúng tôi rằng là anh ơi hãy so sánh hai dòng máy khoan đất cầm tay và máy khoan đất đẩy tay xem là cái dòng nào sử dụng phù hợp và thuận tiện hơn. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ test và giới thiệu hai dòng máy này cùng một lúc cho các bà con cùng xem. Hiện tại thì bà con thấy là phương thức di chuyển thì dòng tay đẩy bánh xe sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và bây giờ là thực tế khoan hai dòng, bà con cùng xem là tốc độ khoan và tính năng khoan thì sẽ thấy dòng nào phù hợp hơn để chọn lựa cho mình. Với dòng khoan đất tay đẩy bánh xe thì một người có thể sử dụng được với đường kính mũi từ 10 đến 30. Thì khi có tay đẩy bánh xe thì giúp di chuyển dễ dàng hơn và khi khoan thì sẽ giảm rung nắc hơn cho người sử dụng, nó sẽ không bị tiêu hao nhiều sức lực. Còn với dòng khoan đất cầm tay thì phải dùng hai người thì mới khoan được thường xuyên trong thời gian dài. Vì cái trục nó ngắn hơn, cái độ rung nắc của nó sẽ mạnh hơn. Bà con có thể nhìn thực tế. Đây là hai dòng máy đều có công suất động cơ là 68cc, 2.5 HP. Mọi thông số đều như nhau, chỉ khác là có hệ thống tay đẩy bánh xe và hệ thống là tay cầm thôi bà con. Với dòng máy khoan đất động cơ 68cc này thì có thể khoan được trên tất cả mọi địa hình: đất đồi, đá, đất cứng, đất khô, đất nhiều rễ cây, với đường kính mũi khoan lên đến 30 cm mà không sợ gì. Bà con có thể thấy là khoan dùng tay đẩy bánh xe sẽ thuận tiện và nhanh hơn, nhưng giá thành sẽ cao hơn cái dòng khoan đất cầm tay một chút, bởi vì tính năng của nó sẽ ưu việt hơn, tiết kiệm được nhân công, tiết kiệm được thời gian khoan, hiệu quả cao hơn. Nếu bà con quan tâm đến một trong hai sản phẩm máy khoan đất cầm tay hoặc máy khoan đất đẩy tay Takeo thì hãy liên hệ với chúng tôi bên dưới số điện thoại ở dưới video, sẽ được kỹ thuật viên tư vấn hỗ trợ chi tiết để cho các bạn chọn lựa được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.